Sử dụng, bảo vệ tài nguyên và môi trường là những vấn đề nghe rất đơn giản, quen thuộc. Nhưng khi đứng trước những câu hỏi nhỏ có tính chất chuyên sâu thì hầu hết các em đều gặp khó khăn. Và điểm đạt được thường là không cao. Bài hôm nay thầy sẽ giúp các em giải quyết vấn đề đó.